tượng tốt là ít nhất là biểu thị một cái tinh thần cởi mở, và doanh nghiệp thì tập trung nhiều như vậy thì nói cũng có lẽ là không phải doanh nghiệp nào được nói, nhưng mà có vẻ cái tinh thần nói là đã thẳng hơn và không có tung hô nhiều mà nói về những vấn đề. Như vậy thì ít nhất là đối thoại nó đã diễn ra và một bên có thiện chí nghe và một bên sẵn sàng nói, thì đó là một cái tiến bộ mà tôi cho là quan trọng. Vì rằng là nghe được tiếng nói thật cũng không phải là dễ. Thủ tướng trong cái phát biểu kết luận của mình cũng đã nói đến rằng là năm nay sẽ là năm là giảm chi phí doanh nghiệp. Tôi cho rõ là một cái quyết định hoàn toàn đúng đắn về việc là tập trung giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng đang phải cộng rất nhiều loại phí mà nó bất hợp lý. Cả cái chi phí chính thức và không chính thức đã trở thành một cái vấn đề nhức nhối. Cho nên bắt cái đúng mạch như vậy nó cũng là thể hiện đúng một cái thành công của cuộc họp. Nó phản ánh được cả những cái báo cáo trước đây của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam về chỉ số PCI, về vấn đề chi phí bôi trơn chẳng hạn, hay là như PAPI đối với người dân, những cái chi phí bôi trơn cho người dân. Thì tôi nghĩ rằng là đánh giá cái cuộc này thì nên đặt nó trong cái tổng thể và so sánh với các cái thời kỳ trước, tôi thấy cũng là một cái bước tiến trên cái hướng là tập trung hơn, sử dụng công nghệ tốt hơn và hiệu ứng xã hội nó sẽ tốt hơn và ở một cái diện rộng hơn.